thì nó cũng sẽ tán sắp mặt bạn luôn chứ không có giỡn. Đó chính là người ta gọi là vòng vòng xoay tam lục của Wicca, hay người ta còn gọi là karma. Ở trong karma là dịch ra là nghiệp báo á, nghiệp báo đó. Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot, tâm sự cùng người lạ. Ta-ra! Và một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong một linh tinh chuyện tâm linh. Linh tinh chuyện tâm linh ngày hôm nay thì như cái tiêu đề mà các bạn có nhìn thấy phía dưới là Đi sẽ hướng dẫn cũng như là giải thích cho các bạn biết một cái thuật ngữ ở trong thuật witchcraft cũng như là tâm linh của phương Tây, đó chính là sigil. Sigil, S-I-G-I-L là Sigil, đó, sigil mình đọc là sigil nha. Sigil mình có thể hiểu nôm na nó giống như là một ấn ký, một chữ ký hoặc là một cái ký tự để biểu đạt cho một cái khối năng lượng tâm linh nào đó, biểu đạt cho một cái nhân hiệu danh xưng trong tâm linh nào đó. Cái biểu đồ sigil nó đã xuất hiện rất là sớm, nó xuất hiện vào khoảng trước công nguyên rất là sớm. Nó được những cái người cổ người ta ghi lại để mà dùng cho những cái việc như là gọi tên những cái vị thần hoặc là biểu trưng cho những cái vị thần của họ. Ở đây thì Đi sẽ để một số cái hình sigil xung quanh Đi. Ví dụ ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được sigil của thiên thần Michael. Bạn nào đạo công giáo thì sẽ biết là thiên thần Michael là một trong những tổng lãnh thiên thần rất là nổi tiếng ha. Michael có nghĩa là gì? Sức mạnh của Chúa. Còn ví dụ như bên đây là sigil của thiên thần Raphael. Rồi thì Raphael cũng là một trong những tổng lãnh thiên thần khá là nổi tiếng, và Raphael cũng là thiên thần đã truyền tin cho Đức Maria trong ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, đúng không? Ai cũng biết điều đó. Rồi ví dụ như bây giờ mình phe chánh phái, rồi bây giờ mình phải phe tà ác, đúng không? Tà ác, bây giờ cho mấy bạn coi một cái sigil của Lucifer ha, sigil Lucifer đây. Rồi bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái sigil khác nữa. Mà nếu mà các bạn có nghiên cứu về demonology, tức là quỷ học, hoặc là nghiên cứu về thần học á, thì các bạn hoàn toàn có thể biết được rằng là những cái tên gọi của những vị thiên thần, những tên gọi của những cái con quỷ dữ, hay là những tên gọi của các vị thánh, thường người ta sẽ biến thành những cái sigil tròn 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 tròn. Nhiều người thì gọi là cái seal, nhưng mà tên đúng phải gọi là cái sigil, tức là cái ấn tín mang năng lượng tâm linh. Nếu mà dịch ra tiếng Việt nó dài lắm ha, ấn tín mang năng lượng tâm linh, nên thôi Đi xin phép được gọi là sigil đi ha. Thì sigil này nó làm dùng để làm gì? Một là ngày xưa người ta tránh tránh để cái việc gọi là gọi tên những cái vị thần đó, bởi vì là nếu mà bạn nào biết ở trong kinh thánh á, 10 điều răn thì cũng có cái điều là tránh kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thì không phải là kêu tên Đức Chúa Trời theo cái kiểu là trời ơi là trời sao tôi khổ quá, không phải trời ơi là trời như vậy là đã là gọi tên Đức Chúa Trời nha. Mà gọi tên Đức Chúa Trời là phải gọi đúng cái danh xưng của Ngài ra. Ví dụ khi mà chúng ta nhắc đến thiên thần Michael hay là thiên thần Michael á, thì mình chỉ mới đọc được cái chữ đằng sau của Michael thôi, chứ thật sự là nguyên một cái tên Michael là có một cái dòng rất là dài, và người ta tránh gọi cái tên đó ra, bởi vì như thế là thể hiện cái sự bất kính. Hay là như khi mà nhắc đến tên của những cái con quỷ như là Voluck hay là Satan hay là Payment hay là Bohemoth, thì người ta cũng tránh gọi những cái tên này ra, bởi giống như nó như một cái điềm xui á. Những cái bạn nào mà theo văn hóa châu Á, bây giờ mình quay trở lại châu Á để mình thấy được những cái điều này nó cũng liên quan đến người châu Á mình ha. Đó là những bạn nào mà đi theo văn hóa mật, không phải mật tông mà là Nam tông, Phật giáo Nam tông, thì ở trước những cái cổng chùa, cổng đền á, nó thường sẽ có mấy con rắn thần Naga như thế này, nhưng mà người ta sẽ tránh gọi tên vị thần đó là vị thần Naga, không bao giờ những người trong đạo dám gọi là Naga hết cả, mà họ sẽ gọi trải cái tên đi hoặc dùng một cái danh xưng khác đi gọi. Ví dụ như ở Thái Lan thì người ta gọi là Chau Me, hoặc là có gọi là Nang Payangu, thì đó là cái cách để gọi những cái vị thần đó. Người ta sẽ tránh hết sức có thể khi mà gọi đầy đủ cái tên cái vị thần đó ra, bởi vì đó là một cái sự bất kính. Trời ơi, nói chung là cái tập nào mà tôi quay nó cũng có rất là nhiều những cái trắc trở, không được điện thoại thì cũng có người gọi tên, rất là mệt nha, rất là mệt. Nhưng mà không sao, bây giờ mình quay trở lại cái nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay, về cái sigil cũng như cái tên gọi. Thì Đi muốn nói về cái vấn đề là tại sao người ta lại sử dụng sigil, đó là bởi vì người ta tránh gọi cái tên thật của những vị thần đó, hoặc là tránh gọi tên thật của những cái vị của những cái tinh linh đó, bởi vì người ta cho rằng khi mà gọi vậy thì một, nó sẽ mang điềm xui, hai là khi gọi tên đó nó sẽ kêu gọi cái vị thần đó đến, mà khi mà bạn cứ kêu gọi vị thần đó đến trong khi bạn chỉ là nói chơi chơi thôi á, thì nó sẽ là một cái sự bất kính, một
cái sự bất kính ha, một niềm xui hoặc là một cái sự bất kính. Và cái đó chỉ nằm ở trong thời cổ đại thôi, bắt đầu từ cái thời Trung cổ và xa xôi cho đến thời cận hiện đại và hiện đại bây giờ. Thì những cái bạn nào mà đi theo văn hóa witchcraft hoặc là pagan á, thì người ta làm quen với rất nhiều những thuật ngữ về sigil cá nhân, tức là những cái dấu ấn năng lượng đó, nó không còn dùng để chỉ kêu tên hoặc dùng để chỉ thể hiện đặc trưng tên của một cái vị nào đó như là thiên sứ hay là ác quỷ nữa, mà nó sẽ được sử dụng để ám chỉ cho một cái danh xưng của một cái cá nhân nào đó, hoặc nó sẽ ám chỉ cho một câu spell nào đó. Thí dụ người ta làm một cái spell lớn và người ta không có muốn rằng là trời, không lẽ bây giờ mỗi lần mà tao tao ngồi tao viết ra cái spell tao một trang giấy, không lẽ mỗi lần mà tao xài spell á tao phải viết một trang giấy vậy sao, thì rất là dài. Thì người ta sẽ biến cái spell đó trở thành một cái hình sigil, và sigil thì thường nó sẽ được viết theo một số cái nguyên tắc nhất định. Đầu tiên đó sẽ là được viết theo nguyên tắc numerology, tức là nguyên tắc thần số học của Pythagore hoặc một số các cái nhà nghiên cứu về huyền học hoặc là triết học khác. Nhưng mà thường Pythagore là người được ứng dụng nhiều nhất bởi vì cái bản của ổng gọi là sao ta, nó mang tính ứng dụng cao cũng như là cảm thấy nó gần gũi với đời sống nhất á. Rồi còn một số bản khác nữa, ví dụ người ta sẽ sử dụng chữ rune để phiên cái chữ của họ đi ra thành một cái sigil hoặc là một cái seal nhất định, một cái hình ảnh nhất định, hay người ta còn gọi là cái amulet á. Dần dần thì sigil nó trở thành cái amulet, tức là cái bùa hộ thân hoặc bùa hộ mệnh, nếu mà dịch ra tiếng Việt của mình, hay còn gọi là cái biểu tượng năng lượng mang năng lượng tâm linh, mình hiểu đơn giản vậy đi ha. Rồi vậy thì làm sao để làm được cái đó? Một cái điều đơn giản thôi, đó chính là bạn sẽ phải có một cái câu nói hoặc là một cái dòng ngôn ngữ nào đó, một cái dòng văn tự. Sau đó mình sẽ phiên cái văn tự đó đi ra một cái mã nhất định. Có người sẽ phiên thành mã số, có người sẽ phiên thành mã thành cái nét viết của riêng họ. Người ta gọi đó chính là những cái ký tự tâm linh, gọi là cái mật ngữ tâm linh á, mật ngữ tâm linh riêng của mỗi người. Hoặc người ta sẽ ký tự thành những cái mà nó đã được quy chuẩn, như là những cái bản chữ của witch, những bản chữ của rune, những bản chữ của voodoo chẳng hạn, ví dụ đó. Thì họ sẽ viết về những bản chữ cổ đó để mà họ quy chuẩn hóa nó ra thành một cái sigil. Thì một chút xíu ở đây đi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái sigil cá nhân của bạn, cũng như cách làm một cái spell trở thành một cái sigil và cách để sử dụng nó. Rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ bạn cứ tưởng tượng đi, nếu một cái spell, có những spell nó 6 dòng thì không sao, hay là spell nó 2-3 dòng thì mình cảm thấy nó còn ngắn. Nhưng mà có những cái spell nó rất là dài, mười mấy dòng hay là một trang giấy, thì không thể nào mà cái bạn witch đó, một lần mà bạn cầu nguyện hay là một lần mà bạn cast cái spell đó đó, bạn phải viết ra giấy hết một dàn, nó rất là lâu và nó mang cái tính không có ứng dụng cao. Thì người ta sẽ biến thành cái sigil tròn tròn, họ chỉ cần khắc họa, quán tưởng hoặc là sử dụng năng lượng khắc lên trên không gian, khắc lên trên cái vật đồ nào đó, thì nó cũng sẽ mang cái năng lượng tâm linh như thế. Rồi, cái sigil này mình sẽ nhìn thấy được rất là nhiều nữa. Cái sigil á, đôi khi nó không còn là nó nằm ở cái việc là phải có con số, phải là những đường nét được quy chuẩn, mà đôi khi á là nó là chỉ cần nhìn vào cái hình tượng đó thì mình sẽ liên tưởng đến một cái năng lượng tâm linh nhất định. Thì cái đó nó nằm ở cái trường phái gọi là symbolism, tức là trường phái biểu tượng học ha. Rồi, thì giờ mình đưa ra một cái ví dụ cho mấy bạn ha. Khi mà các bạn vô chùa, mấy bạn nhìn thấy, hoặc là các bạn không cần vô chùa, mấy bạn nhìn thấy cái chữ vạn, cái chữ mà cái gì chữ giống như cái hình của phát xít đất á, nhưng mà nó nằm thẳng. Rồi, chữ vạn thì bạn sẽ biết cái đó là Phật giáo. Rồi bạn đi vô nhà thờ, bạn nhìn thấy là cái hình thấm thánh giá thì bạn sẽ biết cái đó là thiên chúa, đó là công giáo Roma. Bạn vô nhà thờ mà nhìn thấy cũng thánh giá nhưng mà có ba gạch thì bạn sẽ biết cái đó là chính thống giáo, đúng không? Rồi, hay là ví dụ như là bạn nhìn đi vô nhà thờ, bạn nhìn thấy cái chữ Alpha và Omega đứng liền với nhau lại, gáp đôi lại với nhau tạo thành cái sigil, thì bạn cũng có thể hiểu đó chính là thế giới, bởi vì nó có nghĩa là bắt đầu và kết thúc, nó có nghĩa là cái cuối cũng là cái đầu, cái chết là cái hồi sinh, cái bóng đêm là cái ánh sáng, sự liên kết giữa hai thế giới, nói chung là nó là the world. Đó. Rất đơn giản đúng không? Có rất là những nhiều cái ý niệm nhỏ trong cuộc sống mà đôi khi mình không nghĩ cái đó là sigil nhưng mà nó lại là sigil đó. Hay là ví dụ một cái sự ứng dụng sigil nhưng mà con người ta không biết cái đó là sigil, cứ nghĩ là mình đã sáng chế ra thôi. Đó chỉ là mã QR hoặc là cái mã vạch lúc mà bạn đi scan thức ăn á. Con người thì người ta nghĩ cái đó là một sự sáng tạo, bởi vì là khi đưa vô cái mã scan có mấy cái vạch đó thì người ta sẽ ký tự để hiểu đây là cái món đồ A, và món đồ A nó sẽ có cái mã A đó. Khi mà đưa vô cái máy quét thì cái đó cái mã A nó nhảy lên cái số tiền, đúng không? Thì đó là do con người hiện đại mình làm theo cái cách đó. Nhưng ông cha ta, những cái người, những cái thời gọi là xa xưa, những cái người nghiên cứu huyền học xa xưa, người ta đã nghĩ tới cái này từ rất là lâu rồi, và người ta gọi đó là gọi là sigil, hay gọi là mã ánh sáng. Tức là khi mà họ thiền định ở trong tôn giáo, ở trong công giáo, thì họ sẽ được một chữ, họ sẽ dùng một cái cụm từ đó là mặc khải. Khi họ được mặc khải cho thấy một cái điều gì đó thì họ sẽ ghi chép nó lại. Đôi khi đó là ghi chép bằng chữ, đôi khi đó là ghi chép bằng hình, đôi khi ghi chép bằng một bài thánh vịnh là hát,
đôi khi ghi chép bằng những cái nét vẽ rất là ngoệt ngoạt, thì đó chính là cái sự mặc khải của họ. Và khi họ vẽ vậy thì nó vô hình chung trở thành những cái signature, phải là hình vẽ ngoệt ngoạt thành một cái signature. Và còn rất là nhiều những thứ khác nữa, nhưng mà mình hiểu đơn giản đó chính là những cái mã ánh sáng mà khi con người nhìn vào trong đó, họ hiểu đến một cái ý niệm tâm linh nhất định. Và cái mã ánh sáng đó, nó dù họ có hiểu hay không, thì cái mã ánh sáng đó nó cũng tác động đến con người của họ và tác động đến vũ trụ. Rồi, rất là đơn giản đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ ngưng cái phần lý thuyết để đến cái phần thực hành. Ok, bây giờ thì đi sẽ ngồi hướng dẫn cho các bạn cách làm cái signature này. Cái signature ngày hôm nay, cái chủ đề là làm signature mà đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái signature. Và để làm được một cái signature thì sự là tôi rất là bực bội á, biết sao không? Đứt tay rồi xong băng cá nhân dán ở đây á, cái nó cứ bị xúc ra xúc vô bực bội quá. Rồi đây, thì đây là một số signature mà đi đã từng làm rồi đây. Như cái này là cái protection signature, này là cái connection, cái này là blessing signature. Signature này nó không nhất thiết phải là bằng tiếng Anh nha mọi người. Rồi thì để làm được một cái signature thì đầu tiên các bạn cần phải nhớ được các cái nguyên tắc xếp chữ. Các bạn cứ nhớ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tới số 9, xong sau đó bạn cứ viết là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nó đi như thế thôi là xong, là bạn nhớ được cái khu này rồi ha. Cái thứ hai bạn nhớ là bạn nhớ cái vòng tròn này, thì ra là cũng có rất là nhiều cách làm signature khác nhau. Có người làm signature từ cái vòng tròn các cái chữ, có người làm từ hình vuông, nhưng mà đi thì đi thích làm từ hình tròn này hơn. Là khi bắt đầu một cái nét signature thì nó sẽ bằng một cái nét tròn và kết thúc bằng một cái nét đánh chéo hoặc là một hình dấu thập như thế này. Ok, rất là đơn giản đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái signature ha. Ở đây thì đi đang có một cái cuốn sách này, đi hay ngồi viết viết tầm bậy tầm bạ. Thì giờ đi sẽ ngồi lấy ra để làm cho mọi người coi thử. Rất là đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ đi muốn làm một cái signature mang tính cá nhân, một cái tên của một ai đó. Thử đi ha. Đi sẽ thử lấy cái tên là Dear Tarot. Dear Tarot ha. Đi sẽ lấy tên là Dear Tarot. Rồi, đi có cái tên Dear Tarot rồi. Thì bây giờ đi sẽ có thêm cái gì, mình sẽ phân tích cái chữ này ra thành những con số. Thì chữ Dear Tarot chúng ta hãy nhìn thấy nè, mình có một âm D, hai âm E, thì âm R, R, âm T, I, R, O, and good T. Rồi, ở đây mình đã nhìn thấy được tất cả những cái con chữ này và mình hãy bắt đầu bỏ những con chữ trùng lặp. Mình có chữ D là một chữ D, chữ Y có hai chữ thì mình lấy một chữ Y thôi. Và hãy lấy từ theo cái chiều là từ trái sang phải nha. Theo cái cách bạn viết làm sao thì bạn lấy như vậy. Chữ Y này mình gặp đầu tiên cho nên mình lấy chữ Y này. Chữ Y này gặp thứ hai mình bỏ. Sau đó mình có chữ R, mình để lại chữ R. Tới mình có chữ T, mình để chữ T. Chữ A, mình để chữ A. Và chữ R này mình bị trùng lập lại với chữ R đằng trước cho mình bỏ. Sau đó mình có chữ O, Dear. Rồi, mình sẽ còn là G-E-R-T-A-O, đúng không? Rất là đơn giản. Xong sau đó làm giúp Dear một cái gọi là hành động nữa, đó là mình hãy bỏ hết tất cả những cái nguyên âm có ở trong cái chữ này. Nguyên âm của chúng ta thì đó chính là những cái chữ nó gồm, bên tiếng Anh đó thì đó chính là A, O, E, O và I. A, O, E, O, I. Còn bên tiếng Việt của chúng ta là gì? A, A, Ơ, O, O, Ơ, E, E, I và Y dài. Được không ạ? À, còn thêm nữa, A, O, E, U. Và nó thêm một âm U, lộn, đi nhớ lộn. Rồi, ở bên Việt Nam mình còn thể là chữ U và chữ Ư, đúng không? Còn chữ U và chữ Ư thì này là tiếng Việt, còn này tiếng Anh. Rồi thì bây giờ quay lại, cái bảng này là bảng chữ đi đang sử dụng là tiếng Anh. Dear Tarot là tiếng Anh ha. Thì mình sẽ bỏ chữ gì? Bỏ chữ E, bỏ chữ A, bỏ chữ O. Thì Dear sẽ còn là chữ D, chữ R và chữ T. D, T, R. D, T, R ha. Suy ra mình có chữ D, T, R. Sau đó mình dò vào trong cái bảng chữ này xem chữ D nó ứng với cái gì, chữ T ứng với cái gì và chữ R ứng với gì ha. D thì ứng với số 4, T thì ứng với số 2, R ứng với số 9. Thì chúng ta sẽ viết lần lượt thôi. 4, xong rồi R là 9 và T là 2. Chúng ta có con số là 492. Sau đó hãy sử dụng một cái bút khác đi để cho mình dễ thấy cái màu nó to đùn hơn. Đợi đi cái nè, đi sẽ lấy một cái bút màu đỏ. Rồi, here, the red wand. Rồi, ở đây mình sẽ lập ra một cái vòng tròn.
một cái vòng tròn ha, mình cứ vẽ đại một cái vòng như thế này, gần như là tròn, gần như là tròn nha mọi người. Xong sau đó mình sẽ viết theo từng con số một, nhớ vị trí nha, 1, 7, 4, 3, 6, 8, 2 và cuối cùng là 5 và 9. Ok chưa? 5 và 9. Rất là đơn giản. Sau đó mình nhìn vào đây nè, 4, 9, 2. Mình bắt đầu từ con số 4 thì mình vẽ một cái vòng tròn ở đây. Sau đó mình vẽ một cái đường thẳng từ con số 4 bắt xuống con số 9. 4, 9. Và chữ 2 ở đây thì mình móc ngược cái con số 9 lên, 2, đánh một dấu X. Được không ạ? À? Rất là đơn giản đúng không? 4, 9, 2, suy ra mình đã có một cái signature đơn giản của tên Digitaro là như vậy. Đó, đơn giản, được không ạ? À? Và hỏi người ta nhìn thấy cái hình tròn cùng với cái này, người ta sẽ, mình sẽ tự quy định đó là Digitaro. Các bạn nên nhớ á, là signature nó không dùng để dịch nghĩa ra nha, nó không dùng để dịch nghĩa ra, nó chỉ dùng để truyền tải cái ý nghĩ mà cái người lập nên cái signature đó mong muốn có mà thôi. Ví dụ như bây giờ các bạn nói là này tiếng Anh, vậy thì ứng dụng vào tiếng Việt thì như thế nào ha? Ứng dụng vào tiếng Việt, ví dụ như bây giờ đi có một cái tên là Nguyễn Minh Trí chẳng hạn, chúng ta có cái tên là Nguyễn Minh Trí chẳng hạn ha. Rồi đi sẽ lấy một cái bút màu khác cho nó to to lên, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn U I E Minh Trí. Rồi, các bạn đừng quan tâm là dấu sắc, dấu quyền, dấu hỏi, dấu nặng gì hết. Mình không cần quan tâm mấy cái đó nha. Mình chỉ cần quan tâm cái chữ thôi. Thì giờ mình sẽ ghi xuống lại nè. N có một chữ N, G có một chữ N, G tiếp theo, chữ U, chữ Y, chữ E. N này đã bị lặp lại đằng trước nên mình bỏ chữ N đúng không? M ghi xuống chữ M, chữ Y ngắn ghi xuống Y ngắn. N này bị lặp lại bỏ. H ghi xuống, T ghi xuống, R ghi xuống, chữ Y ngắn này mình lặp lại rồi, bỏ đúng không? Rồi tiếp tục mình bỏ các nguyên âm. Trong đây có nguyên âm nào? Nguyên âm U, nguyên âm Y, nguyên âm E. Tại này là tiếng Việt nên Y dài mình vẫn tính. Rồi, Y, được chưa? Thế là mình sẽ có những con số, những cái chữ nào? N, G, M, H, T và R. Được không ạ? À? Và đây chính là cái những con số đó, những cái chữ đó. Sau mình áp vào trong cái bảng này để mình xem như thế nào. N là với số 5 nè, mình ghi số 5 vô. G là với số 7, mình ghi số 7. M là với số 4, ghi số 4. H là đi với 8. T là đi với 2. Và R đi với 9. Suy ra chúng ta có là 5, 7, 4, 8, 2, 9. 5, 7, 4, 8, 2, 9. Đây là trường hợp còn dễ nha. Đối với một cái trường hợp khó hơn là khi những con số này nó bị lặp lại. Ví dụ, lỡ đâu khi mà bạn phiên cái tên bạn ra, nó lặp lại là 5, 7, 5, 4, 8, 2, 8 chẳng hạn, nó thành như vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào? Lúc đó bạn bắt đầu làm thêm một bước nữa cho đi. Đó là bắt đầu mình lược bỏ các con số bị trùng lặp bằng cách tính từ phải sang trái. Mình có một số 5 ghi xuống số 5, ghi xuống số 7, số 5 này bị lặp lại, bỏ. Số 4 ghi tiếp số 4. Số 8 mình có một số 8 ghi vô. Số 2 mình có một số 2 ghi vô. Số 8 này bị trùng lặp lại, bỏ. Được chưa ạ? Là mình đều tính từ phía từ trái sang phải nha. Đây là cái cách lập signature của Dia, và Dia cảm thấy nó khá là đơn giản cho nên bạn nào muốn học theo cũng được. Rồi, đây là cách lập signature hết sức là đơn giản ha. Tiếp, với cái con số này xong rồi mình vẽ một cái hình tròn. Vẽ một cái hình tròn. Rồi mình bắt đầu đánh 1 nè, 7 nè, 4 nè, 3 nè, 6, 8, 2, 5, 9. Mình bắt đầu nhìn thấy nè, 5, 7, 4, 8, 2, 9. Mình nhớ nha, 5, 7, 4, 8, 2, 9. Bắt đầu từ con số 5 mình vẽ một hình tròn. Đi lên con số 7, đi qua con số 4. Từ số 4 xuống số 8. Từ số 8 qua số 2. Từ số 2 xuống số 9. Đánh dấu X. Mình có được cái signature của cái bạn tên là Nguyễn Minh Trí. Được không ạ? À? Giờ đi sẽ vẽ lại ha. Nhưng mà signature là nó phải xuất hiện cùng với vòng tròn. Và cái này ha, là mình sẽ có một cái vòng tròn như vậy. Đó. Xong rồi sao? Bắt đầu mình sẽ vẽ theo là 1 là 5 nè, 7 nè, 4 nè, 8 nè, 2 nè, 9 nè. Rồi mình ghi vô 7, 4, 8, 2, 5, 9. Rồi mình chỉ cần ghi vậy thôi là được rồi. Được không?
rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm một cái nó khó hơn là cái signature cá nhân. Signature cá nhân nó quá đơn giản rồi, nhìn thì là cũng tự hiểu luôn á, nó không có gì mà làm khó làm dễ chúng ta được, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ làm một cái khó hơn, đó là làm sao để làm một cái signature từ một câu spell. Ví dụ như ở đây đi, có một câu spell đơn giản ha, là cleansing bad vibe energy, tức là làm sạch cái năng lượng tiêu cực. In the light I call you, in the right I keep you, cleansing bad vibe, cleansing bad energy. Là hay, nói chung là cái câu này đi học ở trên mạng, được không? Là trong ánh sáng tôi gọi bạn, trong cái những cái sự thật đúng đắn tôi kêu gọi bạn đến đây, hãy giúp cho tôi thanh tẩy những năng lượng tiêu cực, hãy thanh tẩy hết những năng lượng tiêu cực. Rồi ok không? Rồi cái này là viết bằng tiếng Anh. Thì ở đây nó gặp một cái trường hợp, ví dụ dưới đây sau khi mình đã phiên ra rồi thì mình có những con số bị trùng lập này nè, 5283397174. Thì mình phiên thành 5283, 3 này lặp lại, gạch bỏ, 97, số 2 này đã có rồi, gạch bỏ, 1, 7 có rồi, gạch bỏ, 2 có rồi, gạch bỏ, 4 chưa có, để xuống, 4 này có, gạch, được chưa? Và mình lập ra được cái signature nó như thế này. Rồi, bây giờ mình thử nha, mình thử làm một cái signature chung với Dia ha. Ví dụ như bây giờ Dia nói rằng là Dia sẽ sử dụng một cái signature bằng tiếng Việt luôn, một cái spell bằng tiếng Việt ha. Ví dụ như là hãy bảo vệ tôi khỏi tổn thương, bảo vệ tôi khỏi những kẻ thù. Và hãy bảo vệ tôi khỏi những kẻ thù. Thử đi, mình nói một cái đơn giản thế này, là dạng như là mình và chữa lành những vết thương đã có. Ok không? Thì suy ra cái spell mà đi đang viết á là spell protection and healing, là vừa bảo vệ vừa chữa lành, được không ạ? Thì bây giờ mình cứ làm một cách đơn giản thôi. Bắt đầu mình hãy nhìn xem mình có những cái chữ nào mình viết xuống. Mình có chữ H. Rồi, mình có chữ A. Mình có chữ Y. Mà cái cách nhanh nhất á là đi hay làm á là đi sẽ nhìn vô cái câu luôn, đi xóa bỏ tất cả những nguyên âm. Đi sẽ sử dụng cây bút đỏ để xóa nguyên âm hai chữ hãy nè, bỏ chữ A, bỏ chữ Y dài, chữ bảo, bỏ chữ A, chữ O, chữ vệ, bỏ chữ E, chữ tôi, bỏ chữ O Y. Khỏi, bỏ hết tất cả những cái này. À, chữ tổn thì N giữ lại nha. Ư ơ là bỏ nè, bảo cũng bỏ nè, vệ nè, tôi nè, khỏi nè. Những là chữ ư, bỏ chữ ư. Kẻ thù, thù là chữ u, bỏ. Và chữa lành, ư chữa lành. Những lại chữ bỏ chữ ư tiếp. Vết thương ư tiếp. Ư ơ thương đã có. Rồi. Sau đó mình hãy viết xuống những chữ mà nguyên những chữ phụ âm mà mình đã còn ở lại ha. Là chữ H, chữ B, chữ V, chữ T, chữ Kh, chữ T, chữ Th, chữ N, chữ Ng. Rồi chữ B, chữ V, chữ T, chữ Kh, chữ N, chữ N Ng, chữ K, chữ TH. Tại vì chữ những đây, đúng không? Rồi mình xuống đây là chữ và là chữ V, chữ chữa là chữ CH, chữ lành là L và N, những là N và Ng, chữ vết là V và T, chữ thương là TH và Ng, đã là chữ D, có là chữ C. Rồi bây giờ bạn đã có những cái chữ phụ âm như thế. Và bây giờ mình bắt đầu lược các phụ âm. Mình lược phụ âm ha. Đầu sau mình tìm nè. H, B, V, T, K, H. H ở đây có một cái chữ bị lập, gạch bỏ. Ở đây lại có chữ T, gạch bỏ T, gạch bỏ T, gạch bỏ H. N, ng, N, G. B, B có rồi, gạch. Chữ V có rồi, gạch. Chữ T có rồi, gạch luôn. Chữ K có rồi, gạch luôn. H, gạch. N ở đây có chưa? Có rồi, gạch. Chữ H cũng có, gạch luôn. Rồi, hầu như chữ này mình có hết rồi. Chữ V có rồi, chữ C chưa có, giữ lại. Chữ H có rồi, gạch bỏ. Chữ L có rồi, chưa có, giữ lại. Chữ N là NH có rồi, NH này cũng có rồi. Có rồi, có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Chữ đã, chữ D chưa có, giữ lại. Và chữ C có rồi, gạch bỏ. Rồi, xong mình sẽ ghi lại xuống những chữ mình đã có ha. Đây là mình có chữ H, B, V, T, K, N,
G C L D. Rồi, mình sẽ có những chữ đó. Được chưa? Chữ D này mình sẽ nhìn nó như chữ G á, bởi vì trong bảng chữ cái của Numerology nó không có chữ D như ở trong tiếng Việt của mình ha. Nên mình sẽ xem nó như là chữ G luôn nha mọi người. Rồi, rất là đơn giản. Rất đơn giản nha. Tới đây là gần như là xong rồi đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta làm bước gì tiếp theo, đó chính là phiên các cái chữ này thành những con số. Trời ơi, đi bị khan tiếng á. Bữa nay quá trời xu luôn, vừa mới đứt tai mà còn khan tiếng nữa. Rồi. H là số 8, B là số 2, V là số 4, T là số 2, K là số mấy ta? K là số 2 luôn. Chữ N là số 5, chữ G là số 7, chữ C là số 3 và chữ L là số 3. Chữ D là số 4. Rồi các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có một cái dãy số là 8, 2, 4, 2, 2, 5, 7, 3, 3, 4. Đúng không? Vậy thì theo cái nguyên tắc loại bỏ từ trái sang phải của lập một cái sigil thì là mình sẽ bỏ như thế nào? Đó chính là 8 giữ lại, mình ghi lại xuống 8. 8, 2 giữ lại ghi 2, 4, 2 này mình đã có rồi, bỏ 2 tiếp theo mình có rồi, bỏ. Số 5 chưa có, ghi vô. 7 chưa có, ghi vô. 3. Số 3 này mình có rồi, loại bỏ. Và cuối cùng là số 4 mình có chưa? Có rồi, loại bỏ luôn. Suy ra mình chỉ còn cái dãy số là 8, 2, 4, 5, 7, 3. Rất đơn giản ha. Và bây giờ mình áp lên trên cái vòng tròn sigil thử nha. Rồi, mình vẽ một cái vòng tròn vừa vừa. Rồi, mình đánh số là 1 nè. 7, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 9. Thì chúng ta có dãy số là 8, 2, 4, 5, 7, 3. Chúng ta có nè, 8 qua 2, lên 4, xuống 5, lên 7, qua 3. Rồi mình nhớ đánh cái dấu chéo ở cái cuối nha. Luôn luôn bắt đầu bằng một hình tròn rồi đi ra. Ở những khuôn hoặc lại, tức là ở những cái chỗ nối qua thì bạn có thể sử dụng cái nét này. Được không? Và kết thúc là bằng dấu X hoặc là vẽ một cái dấu thập. Cái dấu thập tử á. Đây. À, nó giống cây thánh giá vậy đó. Rồi, được không? Rất là đơn giản ha. Cái cách của đi sử dụng thì nó vô cùng đơn giản luôn. Và đi cảm thấy là nó dễ nhất trong một đám luôn rồi đó. Bởi vì đi đã từng nghiên cứu đến những cái cách mà của những cái bạn, của những cái witch họ thời Trung Cổ á. Họ làm thì là họ dùng cái bản đồ, bản chữ cái witch, nó hình tròn như vậy nè. Và nó xếp tầng tầng lớp lớp cho nó, và họ cũng không có lược quá nhiều chữ đâu. Còn cái này là đi nhìn theo một cái bản witch ở nước ngoài, bạn ấy làm cái cách này đi thấy khá là hay, cho nên đi thử làm. Rồi, vậy thì với cái spell này chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta ghi là chúng ta muốn hướng đến cái gì? Sự bảo vệ và chữa lành, đúng không? Protection and healing spell. Thì mình hãy làm sao để có thể kích hoạt được một cái spell này? Thì cái cách đầu tiên á, cái cách đầu tiên thì chúng ta có thể dùng một cái giấy, một mảnh giấy. Cái mảnh giấy này thì nếu mà có thời gian đi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái mảnh giấy, người ta gọi là giấy spell á, là giấy chuyên dụng để mà sử dụng như là để các đây đi có một cái miếng giấy spell đây. Là nó sẽ được ướp earth vào, tức là ướp những cái loại thảo dược vào, hoặc là người ta sẽ ướp tinh dầu vào trong cái giấy đó để tăng cái năng lượng cho cái câu spell của bạn. Còn không thôi thì đây là giấy trắng thôi cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà ở đây thì đi muốn sử dụng một cái giấy spell ha. Và đi sẽ gửi cái spell này đến với ai thì mình trong cái lúc mình làm mình sẽ nghĩ đến những cái điều đó. Ví dụ như đi muốn gửi cái spell này đến với tất cả những cái bạn đang xem kênh YouTube của Dia, để cho các bạn sẽ có được một sự bảo vệ và chữa lành về mặt tinh thần, linh hồn chẳng hạn như vậy. Rồi thì làm sao để mà làm? Đơn giản thôi, đó chính là bạn hãy sử dụng một cây bút, bút màu gì cũng được, nhưng mà Dia thích sử dụng bút màu đỏ hơn ha. Rồi đây mình có một cây bút màu đỏ. Sau đó mình vẽ một cái vòng tròn to, thiệt là to như thế này. Xong rồi mình cứ ghi là 1, 7, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 9. Rồi, mình nhớ cái con số hồi nãy của chúng ta kết lại với không? 8, 2, 4, 5, 7, 3. 8 nè, bắt đầu bằng số 8 là bằng một hình tròn. 8, 2, 4 qua số 2, 2 lên 4 ngoặc, xuống 5, lên 7, xuống 3. Rồi ở con số 3 thì mình đánh một cái dấu hình thập tự.
Đó, tới lúc này thì bạn đã nhìn thấy là nó rất là, nhìn rất là giống những cái sigil của những cái thiên thần, ví dụ như thiên thần Mikael, thiên thần Uriel mà ở đầu clip đi có đưa cho các bạn xem thử á, thì bắt đầu nó y như một cái sigil của các thiên thần rồi. Thì thật ra là sigil ban đầu người ta sử dụng để làm gì như hãy đi nói, đó là ban đầu người ta sử dụng ra dùng để tránh gọi tên một số cái vị thần hoặc là một số các cái vị thiên thần hoặc một số cái những cái con quỷ mà người ta tránh gọi tên tới những cái người đó, những cái vị đó, cho nên họ sẽ viết thành cái sigil để biểu trưng cho cái năng lượng đó. Dần dà về sau, sigil được dịch nôm na ra là một cái biểu đồ năng lượng hoặc là một cái ký tự năng lượng cá nhân dành cho một cái vấn đề gì đó. Hết sức là đơn giản, được không? Ta-da! Rồi, bây giờ mình làm sao? Tức là mình sẽ cuộn cái giấy này lại, xong sau đó mình hãy nhìn vào cái câu này nè: hãy bảo vệ tôi khỏi tổn thương, bảo vệ tôi khỏi những kẻ thù và chữa lành những vết thương đã có. Chúng ta hãy nhẩm câu đó trong đầu và hãy đốt nó trên ngọn lửa. Hãy nhẩm câu đó trong đầu cùng với đi nha. Hãy bảo vệ tôi khỏi những tổn thương và bảo vệ tôi khỏi kẻ thù. Hãy chữa lành những vết thương đã có. Good. Rồi, chúng ta hãy để cho nó tự cháy. Và đó chính là cách đầu tiên để kích hoạt một sigil. Mà đây là spell sigil nha. Rồi, cách đầu tiên đó rất đơn giản đúng không? Và với việc này bạn sẽ có thể dùng trong cái việc như là thiền định kết nối các cái tâm linh, hoặc là thiền định kết nối tâm linh, rất đơn giản. Ok. Rồi, hồi nãy chúng ta đã ngồi vẽ với nhau về cái sigil, về cái sự bảo vệ và chữa lành tinh thần đúng không? Và sigil nó có thể viết bằng tất cả các ngôn ngữ, tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được, tiếng Thái cũng được, Campuchia cũng được, tiếng Trung Quốc cũng được. Miễn là trong cái tiếng đó bạn cảm thấy nó thân thuộc với bạn và cảm thấy là bạn sử dụng nó một cách thoải mái nhất có thể. Đôi khi thì bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ riêng của chính bản thân bạn, tức là người ta gọi là mật ngữ á, mật ngữ của riêng bản thân bạn để lập một cái sigil nó cũng chẳng thành vấn đề luôn. Ok, rồi, thêm vào cái này một cái nữa là ở trong một cái sigil như hồi nãy đi có nói cách làm nên nó, thì bạn phải phân biệt được cái nguyên âm và cái phụ âm. Trong tất cả ngôn ngữ thì đều có nguyên âm và đều có phụ âm. Các nguyên âm như là a, i, ư, e, o hay là anh, ông, em, ú, ì, hoặc là trong tiếng Việt của mình nó sẽ là a, á, ớ, o, ô, ơ, e, e, u, ư, i, i, là hai chữ y dạy ngắn. Được chưa? Thì hồi nãy đi đã nói rồi. Rồi, thì cái cách đầu tiên là sử dụng lửa để kích hoạt cái sigil bằng cách mình viết nó lên một cái cụm giấy spell, xong rồi đốt nó. Rồi, đó là một cách. Cái cách thứ hai đó là bạn khi mà bạn đứng ở trong một vòng tròn phép, hay còn gọi là khi mà bạn đang nằm, đang cử hành một cái buổi lễ Sabbath, thì bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng wands hoặc là atame. Nhưng thường thì đối với các cái sigil nó cần cái sự uyển chuyển trong năng lượng thì không ai sử dụng atame cả. Atame sẽ dùng để cắt đứt các cái năng lượng xấu hoặc là nối kết các năng lượng tốt lại với nhau. Còn wand nó sẽ dùng để định hướng cái năng lượng của cơ thể bạn, nó giống một cái radar. Thì chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái wand này và vẽ lên trên không gian trong ngôi nhà của bạn hoặc là trong không trung. Cái này á, những cái bạn nào mà nhìn thấy đi chùa thì sẽ thấy được rằng các cái thầy hoặc là các cái sư á, cũng rất là hay bắt ấn nè, hoặc là sẽ có một cái nhành hoa cúc hoặc là cái dương liễu á, bỏ vào trong cái ly, rồi xong lúc mà cúng đèn dược sư á, mấy thầy sẽ kết cái ấn như thế này. Xong sau đó mấy thầy sẽ quán tưởng một cái nút bạch mi vào trong đây. Và rồi, cái đó thì nói chung là đi có nghiên cứu nên đi nói ra mấy bạn cũng không hiểu đâu. Rồi, mấy thầy sẽ phóng cái nước đó ra để mà thanh tẩy không gian, hoặc là để mà phổ độ chúng sanh gì gì đó, theo cái lý thuyết của nhà Phật. Còn đi bên đạo Công giáo nha, đạo Công giáo thì bạn sẽ thấy cái này. Lúc mà cha làm lễ thì ở ngay cái nghi thức đó là nghi thức mình máu thánh chúa, các bạn sẽ thấy rất là rõ là khi mà cha dâng chén thánh lên, sau khi cha để xuống thì cha sẽ có làm dấu thánh giá ở trên cái đó, nhưng mà dùng tay để làm dấu thánh giá. Thường thì nó sẽ là sử dụng cái kết ấn như thế này, hoặc là đưa tay như thế này, bắt cái tay như thế này, nó cũng là một cái kiểu năng lượng để phóng năng lượng ra. Hay là trong một số ngày lễ trọng nhất định, bạn sẽ thấy là cha sẽ xông hương, có một cái bình hương và đánh cái dấu thánh hình alpha omega hoặc là hình cái thập tử lên trên con chiên. Đó cũng là một cái cách để vẽ sigil lên trên không gian. Đi có biết một cái nhà thờ ở Ý hay là ở Spain, Tây Ban Nha đi không nhớ, đó là một trong những nhà thờ cổ mà còn giữ lại cái bình hương lớn nhất thế giới, tức là cái bình hương nó cao bằng đĩa luôn á. Là thường trong nhà thờ cái bình hương nó cũng nhỏ nhỏ này thôi, người ta sẽ bỏ than vào, người ta sẽ bỏ trầm hương vô và cha sẽ đi ngồi gãy theo hình thánh giá, gãy từ phải sang trái, gãy alpha omega đó, đi theo cái đung đưa đó. Nhưng ở bên nhà thờ đó, đi nhớ là một cái bình hương của họ cao bằng đi nè, xong họ sẽ móc lên trên cái móc nhà thờ rất là lớn và họ sẽ đánh đu từ phía bên đây đánh qua đi bên kia rất là lớn, và nó thanh tẩy hết cả cái nhà thờ luôn.
nhìn nó cũng ngoạn mục lắm á. Rồi, thì cái cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái want. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái ký tự sigil này lên trên không trung. Nhưng mà nhớ, ngay cái lúc này đi đang nói chuyện với các bạn nên đi không có tập trung. Hãy nhớ là hãy tập trung hết sức có thể và nhớ vào trong cái câu bạn đang muốn gì, gửi cái điều gì đến cho vũ trụ. Hãy viết cái đó, vừa vẽ cái sigil, vừa tâm niệm cái điều đó trong đầu. Ví dụ như cái câu spell của chúng ta là hãy bảo vệ tôi khỏi những tổn thương, bảo vệ khỏi những kẻ thù và chữa lành những vết thương đã có chẳng hạn. Ừ? Là xong một cách. Cái cách thứ hai hồi nãy đi nói là ở trong chùa á, mấy thầy khi mà mấy thầy kết cái ấn như thế này, xong rồi mấy thầy sẽ làm phép nó bằng cách là mấy thầy sẽ thiền định và quán tưởng một cái năng lượng từ cái điểm bạch mi đi xuống đây để mà làm biến cái nước này trở thành một cái nước thanh sạch. À thì bên trong witchcraft nó cũng có một cái kiểu giống như vậy, nhưng mà không có cần phải bắt ấn cầu kỳ, chỉ cần một cái ly nước, có thể là moon water hoặc là nước phơi trăng, hoặc là sun water cũng được, là nước phơi mặt trời, nhưng mà đừng là storm water nha, tại nước storm water không bao giờ dùng để cleansing cái gì hết á, nó dùng để cast những cái bêu mạnh thôi. Rồi thì bạn hoàn toàn có thể thiền định chung với cái ly nước này, và trong cái sự thiền định của bạn á, bạn sẽ tự vẽ ở bên trong cái tri thức của bạn, ở trong cái tri giác của bạn bên trong, là bạn quán tưởng có một cái luồng sáng mà bạn sẽ vẽ cái luồng sáng đó bao quanh khắp cơ thể bạn, bao quanh khắp căn phòng này và bao quanh khắp cái ly nước này. Và sao bạn có thể uống cái ly nước này. Ok, bây giờ đi sẽ uống cái ly nước tại khoát quá thôi chứ không có gì hết. Good. Rồi, vậy là hầu như là cũng là ba cách rồi. Cái đầu tiên là đốt, cái thứ hai là sử dụng wand để vẽ ra, cái thứ ba là sử dụng việc là thiền định để chiếu xuống nước và dùng nước đó để chữa lành bản thân, đó là cast spell với nước á. Nếu mà bạn nào có biết thì đó là cast spell với nước. Hoặc là muốn mà tăng năng lượng hơn nữa thì bạn có thể là sử dụng một số các cái trà thảo dược mà có cái đặc tính gần với cái spell mà bạn đang muốn có, ví dụ là protection và healing, thì bạn có thể dùng những cái tăng năng lượng, ví dụ là trà quế và hoa cúc trắng, trà huế và cúc daisy á, đó được đó, rất là đơn giản. Nói chung tất cả những ý niệm này nó chỉ tác động với phần tinh thần và phần tâm linh của bạn, chứ nó không tác động đến phần thân xác hay là thể xác của bạn. Cho nên bạn đừng có nghĩ rằng là witchcraft tức là sẽ hồ biến cái này, hồ biến cái kia, hay kêu gọi con này con kia ra như Harry Potter, thì nó không đúng nha. Nó chỉ là tác động tới năng lượng của bạn và giúp cho bạn nhìn về thế giới bên trong của bạn, cũng như giúp cho bạn tiếp xúc với thế giới tâm linh, cũng như giúp cho bạn liên kết với cái vũ trụ một cách tốt hơn. Rồi, đó là những gì nôm na mà ngày hôm nay đi sẽ ngồi đi nói với các bạn. Tất cả những cái này nó liên quan tới sigil, tới magic, thì sẽ có những bạn không hiểu nó. Không hiểu thì không sao hết, các bạn cũng có thể nghe chơi chơi thôi, nghe cho vui cũng được. Nhưng mà đa số những bạn nào đang xem cái kênh của đi thì đi nghĩ là mấy bạn cũng có nghiên cứu về witchcraft nên cho mấy bạn mới coi kênh của đi. Rồi, bên cạnh đó đi muốn khẳng định một cái ha. Chúng ta hãy nghiên cứu witchcraft hay là nghiên cứu tâm linh á, nó theo một cái phương diện làm sao cho khoa học và văn hóa nhất, chứ đừng có bị lầm tưởng là tâm linh là cái sẽ biến cái mình không có trở thành cái mình có, là nó không đúng nha. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho, cái đó là cái câu ông bà đã dạy rồi. Cho nên không có cái chuyện rằng là cast spell, những cái câu hỏi rất hay thường gặp, mình nghèo quá mình không có tiền, rồi mình cast spell đó là bây giờ làm cho tao có tiền được không, không bao giờ cái chuyện nó xảy ra nha. Bởi vì spell hay là lời cầu nguyện ở trong kinh Phật hay là kinh Công giáo chẳng hạn, thì nó cũng chỉ giúp để làm gì, giúp để thanh thản tâm hồn nè, gột rửa cái tâm hồn của bạn, cũng như là giúp bảo vệ bạn trong cái phần linh hồn của bạn thôi, chứ nó sẽ không có giúp ích cho bạn cho cái phần là thực tế. Nhưng có một số spell mà chúng ta gọi là các spell jar hoặc là các cái curse, thì nó có thể giúp bạn như là thúc đẩy các vận may, đem đến những cái năng lượng tích cực. Thì maybe khi mà những vận may xuất hiện và năng lượng tích cực xuất hiện thì nó cũng đem theo một số thứ như tài lộc, tình duyên, sức khỏe tốt hơn, hay là những vận may, những cái cơ hội bất ngờ đến với bạn. Cho nên bạn đừng lầm tưởng rằng witchcraft là biến cái không có thành cái có, mà bạn hãy nghĩ là witchcraft là cái đánh thức phía bên trong, là cái để giúp bạn liên kết với thế giới bên ngoài và để giúp bạn tĩnh lặng lại, để bạn sống chậm lại và yêu thương mọi người nhiều hơn, chứ không phải rằng là witchcraft là để cho bạn đóng cửa lòng mình lại xong rồi ê tao là phù thủy nha, tao là witchcraft nha, tao là witch nha, đừng có ai đụng tới tao, tao curse chết hết luôn á, tao curse chết hết mấy đứa bay đó. Không có, như vậy thì là bị giả cho trong cái mu bàn tay 35 cái là rất là đau, tím rịm, được chưa? Rồi, thì nôm na có một số câu hỏi mà đi đã từng thấy các bạn hỏi trên TikTok của đi về những vấn đề về cast spell, như là cast làm sao cho có bồ, rồi làm sao để có tiền. Thì như thế đi giải thích là đó, nó chỉ liên quan đến cái phần năng lượng và phần tâm linh, tâm lý của bạn thôi. Bên cạnh đó, bạn nên nhớ tất cả những gì mà các bạn tác động đến một lực, dù tâm linh hay là vật lý, đến một lực cho một vấn đề nào đó, thì nó cũng sẽ phản lại cho bạn một lực y như vậy. Cho nên khi bạn cast một spell tốt đến một vấn đề gì đó thì nó cũng sẽ phản một lực tốt đến bạn. Nhưng khi bạn sử dụng spell đó nhằm tấn công người khác hoặc là dùng để ám muội một người khác,
thì nó cũng sẽ tán sắp mặt bạn luôn, chứ không có giỡn. Đó chính là người ta gọi là vòng xoay tam luật của Wicca, hay người ta còn gọi là karma. Ở trong karma là dịch ra là nghiệp báo á, nghiệp báo đó. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là ok tao là witch rồi thì bây giờ là avacadabra là không có được đâu, là không có ổn tiếng nào đâu. Mình nên không nên avacadabra nó, mà nên là septum sempra nó. Bạn nào Potterhead thì biết ha. Rồi, còn bây giờ thì clip của Đi cũng đã rất là dài rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi Đi cho đến phút cuối cùng này. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng như mấy bạn muốn mà Đi làm những cái clip nào, cũng như làm những cái chủ đề nào thì nhớ comment xuống phía dưới cho Đi nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Đi Tarot Tâm Sự Cùng Lạ tập tiếp theo. Bye bye.